Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Trung Quốc cảnh báo về các biện pháp mạnh nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan. Hôm 7 tháng 4, Trung Quốc cảnh báo họ sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan và cho biết chuyến thăm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ, theo Reuters. Cả văn phòng của bà Pelosi lẫn chính phủ Đài Loan vẫn chưa xác nhận chuyến thăm có thể diễn ra này. Nhưng theo một số báo chí Nhật Bản và Đài Loan, chuyến thăm sẽ diễn ra sau khi bà thăm Nhật Bản vào cuối tuần này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi hình thức tương tác chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan và Washington nên hủy bỏ chuyến đi đó. Nếu Mỹ nhất quyết có đường lối riêng, Trung Quốc sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Mọi hậu quả có thể xảy ra từ việc này sẽ hoàn toàn do phía Mỹ gánh chịu, ông Triệu nói thêm. Tại Đài Bắc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Chen Nuo nói rằng việc mời các quan chức và Bộ trưởng Hoa Kỳ luôn là một phần quan trọng trong công việc của Bộ Ngoại giao Đài Loan và sẽ thông báo bất kỳ chuyến thăm chính thức nào vào thời điểm thích hợp. Bà Pelosi, một người lâu nay chỉ trích Trung Quốc, đặc biệt là về các vấn đề nhân quyền, đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Phó Tổng thống Đài Loan William Lai vào tháng Giêng khi ông kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ và Honduras. Bà Pelosi là một trong những chính trị gia cấp cao nhất của Đảng Dân Chủ cầm quyền và đứng thứ hai trong hàng kế vị Tổng thống Hoa Kỳ sau Phó Tổng thống. Từ trước đến nay, Đài Loan được chính quyền của Tổng thống Biden ủng hộ liên tục và Washington thường nói rằng họ cam kết vững như bàn thạch đối với hòn đảo này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Trung Quốc cảnh báo về các biện pháp mạnh nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan. Do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Cuộc hành trình tìm điểm rơi của Việt Nam bắt đầu. Một trong nhà ga trên cuộc hành trình tìm điểm rơi của Việt Nam cần được hướng tới là bày tỏ tình đoàn kết với chính quyền và nhân dân Ukraine đang chiến đấu vì độc lập tự do của mình, nhưng cũng là của cả châu Âu và thế giới, trong đó có Việt Nam. Một báo cáo nếu được chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới sẽ phải khẳng định rõ vấn đề chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga càng kéo dài, Việt Nam càng gặp khó khăn trong triển khai chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa về ngoại giao từ trước đến nay. Như một tập quán thông thường, tại Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới đây, kiểu gì cũng sẽ có một báo cáo chung giữa Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương về đối ngoại. Báo cáo này sẽ phải khẳng định rõ một vấn đề. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga càng kéo dài, Việt Nam càng gặp khó khăn trong triển khai chính sách đa dạng hóa về ngoại giao từ trước đến nay. Đã đến lúc hai cơ quan có trách nhiệm hàng đầu về chính sách đối ngoại cần chỉ rõ bất kỳ cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc theo kịch bản nào, thì địa chính trị thế giới và khu vực sẽ tiến về phía các kịch bản bất lợi cho chính sách đu dây truyền thống. Vấn đề cấp bách là Việt Nam sẽ phải làm gì để khắc phục hậu quả của hai lá phiếu trắng trong vòng một tháng qua ở Liên Hợp Quốc. Phiếu trắng là ngụy tạo, ủng hộ Nga. Lá phiếu trắng thứ nhất, thế giới có thể thông cảm được phần nào. Lợi ích trước mắt của Việt Nam, các lô dầu khí và những kho vũ khí từ Nga gần như dán keo vào miệng người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Nhưng đến lá phiếu trắng thứ hai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo cho Ukraine, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng. Thì quả là Hà Nội đã đi quá đà. Giờ là lúc ngoại giao Việt Nam cần tạo ra những cú hích mới để đất nước có thể hòa cùng 140 trên 141 nước trên thế giới có lập trường rõ ràng và dứt khoát lên án cuộc xâm lăng của Nga đối với Ukraine. Bởi vì hiện nay đang có dư luận cho rằng hai lá phiếu trắng của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc chẳng qua là một sự ngụy tạo cho lập trường ủng hộ của Việt Nam đối với cuộc chiến Nga tiến hành ở Ukraine. Để giải tỏa dư luận tiêu cực ấy, cũng như để vượt thoát não trạng của một tiểu quốc từng bị buộc chặt vào cỗ xe của anh cả và anh hai, Việt Nam hiện đang bắt đầu cuộc hành trình đi tìm điểm rơi về lợi ích. Nếu vì các lợi ích trước mắt phải o bế Nga, lại bị hút vào quán tính cũ là tình đoàn kết Việt-Trung-Xô ngày nào, buộc Việt Nam phải tiếp tục làm người ngoài cuộc,
quan sát cuộc diệt chủng của Nga từ khán đài, thì Việt Nam sẽ đi dần vào thế cô lập. Điểm rơi giờ đây cần xác định, xem đâu là thời điểm để nền ngoại giao hội nhập phải vượt thoát khỏi thân phận một tù binh của quá khứ để tiến vào không gian mới là Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nếu không bứt phá được để tận dụng không gian này, Việt Nam sẽ khó khăn bội phần không chỉ cho quan hệ với Mỹ mà cả với Nhật Bản, Úc lẫn châu Âu. Chiến tranh ở Ukraine dường như không làm cho Mỹ lơ là tập trung ở liên vùng Phoíp, đặc biệt là ở Biển Đông vì căng thẳng vẫn tồn tại, xung đột còn lâu mới được giải quyết. Trung Quốc ngày càng củng cố hiện diện trong vùng, quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng ở Trường Sa và Hoàng Sa. Vài ngày sau khi Nga tấn công Ukraine vào hôm 24 tháng 2, Trung Quốc lại tăng ngân sách quốc phòng, đã ở mức rất cao, bỏ xa mọi ngân sách của các nước trong vùng, và hiện đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh tăng cường hiện đại hóa đội tàu chiến. Cứ 2 năm, đội tàu Trung Quốc được cho là tăng gấp đôi về trọng tải. Theo tài liệu của Lầu Năm Góc, năm 2021, nỗ lực và sự đầu tư ồ ạt đáng kể đó đã giúp cho Hải quân Trung Quốc đứng đầu thế giới về trọng tải, dù có thể không phải là về chất lượng hay công nghệ. Các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sau khi Nga xâm lược Ukraine sẽ khiến cho Việt Nam ngày càng khó tiếp tục nhập khẩu vũ khí từ Nga hơn. Thứ nhất, sẽ có những trở ngại về mặt kỹ thuật và tài chính, vì Nga sẽ không tiếp cận được với một số bộ phận và linh kiện nhập khẩu cần thiết cho việc sản xuất vũ khí của mình. Trong khi các ngân hàng lớn của Nga đã bị loại khỏi mạng lưới thanh toán toàn cầu SWIFT, khiến cho hai bên khó giải quyết các khoản thanh toán. Thứ hai là tiếp tục mua vũ khí từ Nga sẽ dẫn đến rủi ro về uy tín, khiến cho Việt Nam có thể phải chịu các lệnh trừng phạt tiềm tàng, chẳng hạn như đạo luật ứng phó với các đối thủ thông qua trừng phạt năm 2017 của Washington. Do đó, trong tương lai, Việt Nam nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào vũ khí Nga, cam kết đối tác an ninh với Mỹ. Mặc dù vậy, sẽ không dễ để Việt Nam có thể mua được vũ khí và thiết bị quân sự mới từ các nước khác. Quá trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam đã bị chậm lại kể từ năm 2016 và ngân sách dành cho mua sắm các mặt hàng quân sự mới có vẻ eo hẹp, khiến cho vũ khí từ các nước phương Tây trở nên ít hấp dẫn hơn đối với Việt Nam về mặt giá cả. Khả năng tương thích giữa các nền tảng vũ khí của Liên Xô, Nga và các nền tảng mới không phải của Nga cũng sẽ là một thách thức. Quan trọng hơn, vì nhiều quan chức cấp cao trong quân đội Việt Nam đã được đào tạo ở Liên Xô hay là Nga và đã quen làm ăn với các đối tác Nga, nên họ có thể gặp khó khăn khi giao dịch với các nhà cung cấp mới có văn hóa kinh doanh khác biệt, bao gồm cả các thông lệ kinh doanh minh bạch hơn, điều mà các quan chức Việt Nam có thể cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế, chuyến thăm vừa qua của Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Derek Chollet tại Việt Nam bàn về quan hệ đối tác an ninh có ý nghĩa đặc biệt. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ thăm Philippines, Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 28 tháng 3 đến mùng 2 tháng 4 để khẳng định cam kết của Mỹ đối với các đối tác và đồng minh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tối ngày mùng 1 tháng 4, ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của chuyến thăm Việt Nam, Cố vấn Ngoại trưởng Derek Chollet đã dành thời gian chia sẻ với giới báo chí tại Hà Nội. Cố vấn Ngoại trưởng khẳng định, sự ra đời của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới thời gian qua cho thấy sự quan trọng của khu vực này nói chung và Đông Nam Á nói riêng đối với Hoa Kỳ. Trong đó, Việt Nam nổi bật lên như là một đối tác then chốt với Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực. Dù là trên khía cạnh chính trị, ngoại giao, kinh tế, công nghệ, biến đổi khí hậu hay là an ninh, ông đánh giá cao vai trò chiến lược, tiếng nói quan trọng của Việt Nam tại khu vực và quốc tế. Tiếp cố vấn Derek Chollet, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong 27 năm qua, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là kinh tế, thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, và mới đây là hợp tác phòng chống COVID-19 và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ. Bộ trưởng đề nghị cố vấn phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong năm 2022, trong đó có chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ và tham gia các hoạt động song phương. Tiếp xúc đại diện Ukraine tại Hà Nội,
ngày 5 tháng 4 năm 2022. Ông Oleksandr Kerman, tân đại sứ Ukraine tại Việt Nam, đã có cuộc gặp mặt riêng rẽ với đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper và đại sứ Ba Lan Gosek Kowal chỉ 3 ngày sau khi đến Hà Nội. Ông Oleksandr Kerman và phu nhân đến sân bay Nội Bài hôm 2 tháng 4 sau thời gian trì hoãn vì cuộc chiến tranh xâm lược do Nga gây ra ở Ukraine. Chào mừng đến Việt Nam, thưa ngài, và cảm ơn ngài vì cuộc trò chuyện tuyệt vời. Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine trước sự gây hấn man rợ của Nga. Ngài sẽ luôn có một người bạn thân và đối tác ở Ba Lan. Trang Facebook của Đại sứ quán Ba Lan đăng tải tấm hình của gặp gỡ và lời chào của Đại sứ Ba Lan. Trước đó, đại diện ngoại giao Ukraine cũng có cuộc gặp mặt với Đại sứ Mark Knapper, đồng thời bày tỏ cảm ơn vì sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine khi đối mặt với cuộc chiến tranh man rợ của Nga. Một trong những nhà ga trên cuộc hành trình tìm điểm rơi của Việt Nam cần được hướng tới là bày tỏ tình đoàn kết với chính quyền và nhân dân Ukraine đang chiến đấu vì độc lập tự do của mình, nhưng cũng là của cả châu Âu và thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu trước mắt chính phủ Việt Nam quan ngại thái độ của Nga và Trung Quốc, thì ít nhất nhà nước Việt Nam cũng nên mở rộng không gian tiếp xúc của người dân và xã hội dân sự Việt Nam với các đại diện của Ukraine tại Việt Nam. Trên tinh thần ấy, hy vọng các lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và tại nhà thờ Thánh Anthony và hội chợ quyên góp giúp nhân dân Ukraine tại Đại sứ quán Séc tại Hà Nội trong những ngày tới đây sẽ không bị cấm cản như một số hoạt động thiện nguyện hay là tọa đàm khoa học vừa qua tại Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Cuộc hành trình tìm điểm rơi của Việt Nam bắt đầu do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những bài viết mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.